cho cùng em. Ngày đầu mình làm quen, anh hay nói em sao hiền ghê. Vậy mà ngày vừa qua, anh theo suốt ngày chẳng thèm một câu. Thà mình đừng hẹn nhau, để em ngóng trông anh từng giây. Rồi môi ô mai của nhạc sĩ Trúc Hồ, cũng như lời chào của Hà Thanh Xuân đến tất cả quý vị khán giả thân thương có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay Hà Thanh Xuân rất là vui và rất là xúc động. Phải nói là sáng nay dậy rất là sớm, tập thể dục và tập hát, tập nhảy để mà đem đến cho tất cả quý vị, cũng như Hà Thanh Xuân nói riêng và tất cả các khách mời ngày hôm nay, lúc nào cũng muốn làm thật tốt tất cả các ca khúc để mà đem những cái bài hát hay nhất, những màn trình diễn đẹp nhất đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và ít phút vừa rồi thì Hà Thanh Xuân có ngồi xuống muốn ghi một vài lời để mà ra và nói với tất cả quý vị, nhưng mà cầm cái viết và không biết ghi cái gì. Thành thử ra mà nói thì những lời ngày hôm nay Hà Thanh Xuân nói trên đây, giờ phút này là những gì chân thành nhất từ trái tim và tấm lòng của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã đến đây cùng với Hà Thanh Xuân. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị em trong Trung tâm Asia đã giúp cho Hà Thanh Xuân những cái công việc và ekip thực hiện chương trình để mà chúng ta có một cái sân khấu đẹp như thế này. Và tất cả mọi người ngồi ở đây enjoy nó, thưởng thức ca nhạc ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả, xin cảm ơn và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị khán giả thân thương của Trung tâm Asia và của Hà Thanh Xuân. Xin cảm ơn rất rất là nhiều. Và để tiếp nối chương trình, Hà Thanh Xuân xin được hát tặng cho quý vị một ca khúc mà có lẽ là quý vị đã nghe rất là nhiều lần. Nhưng ngày hôm nay, Hà Thanh Xuân muốn hát lại ca khúc này bởi vì đó là một trong những ca khúc mà Hà Thanh Xuân rất rất là yêu thích khi còn bé. Ngày hôm nay, xin được gửi tặng quý vị nhạc phẩm rất quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Bài hát được mang tựa đề Yêu Một Mình. Vách thưa đèn dầu thấp, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vàng người thầm mong được đưa đón chân em. Xót xa anh còn trắng tay hoài, sách đèn nở chưa rực nên lận đận chuân chuyên. Đầu sông cuối
mình anh ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi cầm nín hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây giáng hoa đi lấy chồng. Đường quen bỗng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dâng xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Vắng kia bây giờ động thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, đành hẹn trong mơ. Trợ mình anh ơi, đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi cầm nín hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây giáng hoa đi lấy chồng. Đường quen bỗng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dâng xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Vắng kia bây giờ động thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Vắng kia bây giờ động thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Tối nay chắc chắn là Hà Thanh Xuân sẽ không ngủ được thưa quý vị ơi. Thôi bây giờ, hồi nãy giờ chắc là Hà Thanh Xuân đứng ở ngoài sân khấu hết rung rồi quý vị. Bây giờ cho phép Hà Thanh Xuân thoải mái hơn chút xíu và mình hát thật nhiều ca khúc hay được không ạ? Yeah, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, và vừa rồi là ca khúc rất quen thuộc Yêu Một Mình của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm cũng rất là trữ tình, rất là hay của nhạc sĩ Quốc Dũng, ca khúc được mang tựa đề Chuyện Hợp Tan. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chất chứa sơn khê có nhịp đàn lưu luyến con đường đêm. Anh ơi có hay khi nước mắt bây
lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu. Mai tôi rời bước quê nhà hành trang mang nặng niềm thương, nhớ khi mình cùng thức trăng đêm sương, nhớ điệu hò tha thiết bao sầu dài giờ. Vì đời còn những nhanh sâu xa dần thoáng buồn, vì đời còn những bước chân miệt mài ngõ hoang, để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp ta. Xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao niềm vui. Đêm nay tiễn đưa, giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay. Mai sẽ thắm cơn lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ. Xa dần thoáng buồn, vì đời còn những bước chân miệt mài ngõ hoang, để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan. Mãi trên ngàn lối biết đời còn cho ta được ngày vui, ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao niềm vui. Đêm nay tiễn đưa, giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thắm cơn lạnh khi gió lay, và những và để tiếp nối chương trình, không làm mất thời gian của quý vị, Hà Thanh Xuân xin được gửi tặng đến quý vị một ca khúc rất quen thuộc mà quý vị cũng đã từng nghe rất là nhiều lần của các anh chị, đàn anh đàn chị đã hát. Và ngày hôm nay với tư cách là người đàn em đi sau, xin được trình bày lại ca khúc Mưa Đêm Ngoài Ô. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trời đã khuya rồi đây, trăng chênh chênh xuyên ánh quang mảnh. Trời đã khuya rồi đây,
xôn xao, không đẹp vì đèn màu, ôi đường dài hun hút với đêm thâu. Bước chân ai qua mau, dưới mưa nghe nao nao lặng tiếng còi tàu thét lâu. Nằm giữa đêm ngoại ô, nghe mưa rớt trên khóm tre già, thầm nhớ ai ngoài xa đang tranh đấu cho nước non nhà. Người anh tôi không quen ơi, mưa rừng về ngập trời, mưa làm gì cho ướt áo anh tôi. Đến mai kia nơi nơi gió yên mưa thôi rơi, mời anh qua làng tôi đây ngoại ô nhặt anh đèn khuya, đèn vàng hiu hắt soi con đường mơ mơ bóng mưa, nhưng tin lòng ta xin tặng anh người trai vì dân, nụ cười em gái yêu với tình thương như ánh xuân, mang theo anh nhé lúc hành quân. Để những đêm trời khuya mưa tí tách như đêm canh dài, ở chốn xa ngoài kia nơi biên giới sương khuất cây đồi, người anh tôi không quen ơi, trên đường dịp giặc cùng nếu chợt nghe tim ấm giữa đơn côi, gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài. Cảm ơn quý vị rất nhiều, bởi vì cái niềm hạnh phúc nhất của một người ca sĩ khi mà mình hát lên, ngồi lắng nghe thật im lặng và sau đó hết bài hát vỗ tay thật là lớn. Cái đó là một cái món quà mà chắc hẳn không riêng gì Hà Thanh Xuân mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Wow.
Xin cảm ơn anh rất nhiều, xin cảm ơn. Anh là em mừng quá, em quên em nói tới đâu rồi. Sao giờ mình nói lại nghe quý vị. Thật sự ra đó là một cái niềm hạnh phúc mà chắc chắn là không riêng gì Hà Thanh Xuân, với tất cả các anh chị em nghệ sĩ ai cũng ước mơ và mong muốn điều đó thành hiện thực. Và để mà giới thiệu tiếp ca khúc tiếp theo, xin phép cho Hà Thanh Xuân được kể một câu chuyện ngắn tí xíu. Câu chuyện nó như thế này, bởi vì ngày xưa mẹ của Hà Thanh Xuân rất là đam mê ca hát, và một cái niềm đam mê phải gọi là cháy bỏng, và muốn ước mơ để trở thành một người ca sĩ chuyên nghiệp như ngày nay, như Hà Thanh Xuân đứng đây thưa quý vị. Và cái niềm ước mơ đó, cái khao khát cháy bỏng đó đã không thực hiện được, bởi vì ông ngoại dữ lắm. Ông ngoại nói học không lo học, suốt ngày sướng ca vô loại. Thành ra là mẹ buồn lắm, nên là mẹ chỉ có sinh hoạt ở trong trường thôi, chứ không có được trở thành như Hà Thanh Xuân ngày hôm nay. Và khi mẹ sanh Hà Thanh Xuân ra thì phải nói là con cảm ơn mẹ. Mẹ đã cho con một vóc dáng, một hình hài và một giọng hát. Và mẹ nói với Hà Thanh Xuân rằng mẹ luôn khuyến khích con, mẹ luôn tiếp sức cho con để cho con đi theo con đường mà con mong muốn và con mơ ước. Nhưng con phải nhớ rằng tất cả những gì ba mẹ dành cho con phải biết trân trọng nó, cũng như tất cả những gì mà tất cả quý vị khán giả đã thương yêu con, đã dành cho con cũng phải biết trân trọng và gìn giữ nó. Và Hà Thanh Xuân nghĩ rằng cái điều mà mẹ dặn Hà Thanh Xuân như vậy thì chắc chắn trong cuộc đời ca hát của Hà Thanh Xuân, cái điều đó luôn theo Hà Thanh Xuân, sát bên vai Hà Thanh Xuân trong giờ phút này. Tại sao mà Hà Thanh Xuân kể câu chuyện đó? Bởi vì Hà Thanh Xuân muốn quý vị lắng nghe một ca khúc mà khi quý vị nghe rồi, Hà Thanh Xuân mong là quý vị hãy thương hơn, yêu hơn những người ca sĩ, những người nghệ sĩ và những người nhạc sĩ, tất cả những người làm nghệ thuật. Lúc nào họ cũng muốn đem lời ca, tiếng hát của mình để mà dành tặng cho đời, làm đẹp cho cuộc sống này và làm vui cho quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc bài hát Phận Tơ Tầm. Và đừng có nghe khi thiên hạ thường gièm pha tôi kiếp sương ca. Người đến đây đêm đêm phòng trà, đèn màu kết hoa thương yêu mặn mà. Tôi xin người nhìn lên sân khấu, hãy tin tôi hơn lời ca. Thank you.
làm cho nhân thế say mê. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc lối. Tạ ơn người phần tâm tôi muôn kiếp vương tư cho đời. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và để tiếp nối chương trình, như hồi đầu Hà Thanh Xuân, đầu chương trình Hà Thanh Xuân có nói là từ đầu cho tới cuối chương trình quý vị sẽ thấy rất là nhiều bất ngờ. Và đây là một trong những điều bất ngờ mà cũng như là một món quà mà Hà Thanh Xuân muốn gửi tặng cho quý vị tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biết Đến Bao Giờ của nhạc sĩ Lam Phương. Đời là vạn ngày sầu, biết tin vui chốn mộng. Ta thương nhau bao lâu, nhưng tình đã có gì đâu. Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ mới có tình yêu. Cho lòng không thấy quan yêu khi núi rừng buông xuống tịch liêu. Dù đời mình còn dài, nhưng ngày vui trống tàn. Thương nhau đi thôi, cho mộng không vỡ thành đôi. Từ khi anh là lính chiến không về ghé thăm nhà em, không còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn ơi sao là buồn. Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi. Đời chỉ làm bạn cùng sương gió. Nghe gió đêm từng cơn ru cô đơn. Biết cho trong đêm nay chiến tranh mang thân trai nơi rừng sâu. Đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấp yêu. Rừng là rừng chấp chung giá lạnh trai chiến trường. Đêm nay xa quê hương, xa lìa tiếng nói người thương. Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng đã nở tình yêu. Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu, chờ đến xuân về chiều. Chấp chung giá lạnh trai chiến trường. Đêm nay xa quê hương, xa lìa tiếng nói người thương. Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng đã nở tình yêu. Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu, chờ đến xuân về chiều. Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng đã nở tình yêu. Nhưng chờ đâu thấy người em yêu, chờ đến xuân về chiều.
Và để tiếp nối chương trình, Hà Thanh Xuân xin được gửi tặng cho quý vị một ca khúc rất dễ thương của nhạc sĩ Anh Bằng, bài hát được mang tựa đề Qua Ngõ Nhà Em. Trời mưa nhẹ nhẹ trên cành hoa mơ, em đi lặng lẽ không gian mờ mờ, em muốn đi tìm giọt nắng giọt mưa qua ngõ nhà anh. Ngày xưa hẹn hò mỗi lần em qua, hoa bay đầy ngõ thương anh đợi chờ, hai đứa vui đùa đẹp nhất ngày mưa, tình nhất trời mưa. Nhưng rồi hôm nay vắng bóng anh chờ, em qua đường này vắng bóng anh chờ, hoa trắng còn đây người xưa đâu thấy, mưa lạnh đôi vai, em lạnh đôi vai, ngõ vắng mưa gầy, hoa bay lạc loài ngõ vắng mưa gầy, em nhớ ngày nào dầm mưa ướt áo. Rất nhiều ca khúc vừa rồi rất là dễ thương phải không ạ? Hà Thanh Xuân rất là thích ca khúc Qua Ngõ Nhà Em của nhạc sĩ Anh Bằng. Xin cảm ơn ông rất là nhiều đã sáng tác cho nhạc Việt Nam của chúng ta có một ca khúc rất là hay. Xin cảm ơn. Và để tiếp nối chương trình, Hà Thanh Xuân xin gửi tặng đến quý vị một ca khúc nằm trong CD Phần Tơ Tằm của mình, mà chỉ là CD thôi. Và ngày hôm nay Hà Thanh Xuân chọn ca khúc này để quay hình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một bài hát của nhạc sĩ Mai Châu, ca khúc mang tựa đề Một Người Đi. Tôi tiễn anh lên
thấm ướt vai gầy, mưa giăng buốt con tim, mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu. Thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân dài. Chính nhân ơi xin anh chớ buồn, chính nhân ơi xin anh chớ buồn. Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ hương thương anh trọn đời. Thức trắng đêm qua hai đứa chung mình chưa nói hết tâm tư. Ta kể nhau nghe những vui buồn âu. Còn tôi biết tên anh, nay cách xa rồi anh khoác áo trinh yên, tôi còn ở lại đưa tiễn một người đi. Tôi đứng trông theo đoàn tàu đi xa xa thành phố, thấy dáng anh buồn đôi mắt thoáng xa xăm. Vì ngàn yêu thương anh xếp bút mực xanh, băng mình vào sương gió sống trọn kiếp trai hùng. Chính nhân ơi khi anh trở về, chính nhân ơi khi anh trở về, người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ sẽ thương anh trọn đời. Xin cảm ơn rất nhiều quý vị.
Wow. Thank you. Wow. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Không biết hôm nay ngày gì mà sao sung sướng hạnh phúc quá. Xin cảm ơn quý vị rất rất là nhiều. Và không có biết diễn tả bằng lời như thế nào, nhưng mà thôi tiếp tục chương trình, Hà Thanh Xuân chỉ mong là hát cho quý vị nghe thật nhiều tối đêm nay thôi. Xin cảm ơn và biểu diễn thật thật là hay cho quý vị. Và để tiếp nối chương trình, một ca khúc của Dạ Cầm Lê Dinh, ca khúc mang tựa đề Nếu Anh Đừng Hẹn. Một người
biết thâu mong một người nơi nào, còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Từ đầu chương trình tới giờ, quý vị đã dành những tình cảm quá sức tuyệt vời, tuyệt vời trên cả tuyệt vời dành cho Hà Thanh Xuân và tất cả các anh chị em nghệ sĩ ngày hôm nay. Xin cảm ơn một lần nữa. Và tiếp theo đây, Hà Thanh Xuân xin gửi đến quý vị một ca khúc có một cái tựa mà hồi đầu khi mà Hà Thanh Xuân chọn ca khúc này để làm CD thì chị Thi Vân có nói bài này em hát hợp lắm á. Nên là Hà Thanh Xuân cố gắng tập và hát ca khúc này, và được sự hòa âm của anh Trúc Sinh, ngày hôm nay xin được trình bày lại ở nơi đây ca khúc mang tựa đề Ai Buồn Hơn Ai của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Trên đường thành vắng, trong nắng thu sang hay mùa trăng sáng, chưa tròn duyên thắm nhưng đường chia đôi, nhưng tình sang xôi. Cầm lấy tay nhau em buồn khẽ nói, rồi lúc chia tay đôi ngã, ai buồn hơn ai, ai buồn hơn ai. Trời làm chia ly những khi còn chung vui, mùa đông đã tới giữa khi thu chưa đi. Trời cho nước mắt khóc khi cùng chia ly, những khi gặp gỡ ấy khi phân kỳ. Rồi lúc xa nhau tâm hồn sao xuyến, anh nói với em khi lòng heo hút, đôi người đôi ngã ta buồn như nhau, ta buồn như tay nhau em buồn khẽ nói, rồi lúc chia tay đôi người đôi ngã, ai buồn hơn ai, ai buồn hơn ai. Trời làm chia ly những khi còn chung, mùa đông đã tới giữa khi thu chưa đi. Trời cho nước mắt khóc khi cùng chia ly, những khi gặp gỡ ấy khi phân kỳ. Rồi lúc xa nhau tâm hồn sao xuyến, anh nói với em khi lòng heo hút, đôi người đôi ngã, ta buồn như nhau, ta buồn như nhau. Đôi người đôi ngã, ta buồn như nhau, ta buồn như nhau. Đôi người đôi ngã, ta buồn như nhau.
cảm ơn anh rất nhiều, xin cảm ơn. Và như hồi đầu thì hứa là có một món quà rồi, bây giờ là món quà thứ hai mà Hà Thanh Xuân muốn dành tặng cho quý vị tối đêm nay. Thôi thì mình để bí mật tí xíu nha quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc rất rất là dễ thương của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Bài hát mang tựa đề Cho Anh Xin Số Nhà. Số nhà này cô em xinh nét hiền hòa, này cô em xinh ngóc buồn em xinh. Cho anh biết tên đường này cô em má xinh hồng hồng, này cô em xinh quần trên ống cưng. Xin cho anh giới thiệu tiền tiêu, anh không có nhiều mà tình yêu thì anh không bao giờ thiếu. Cho anh xin số nhà cùng xin cho anh biết tên đường, làm ơn cho anh biết tên em luôn. Cho anh xin số nhà dù quanh có hay khó tìm, dù đừng quá thăm em có xa bao nhiêu. Cho anh biết tên đường ngoại ô hay con phố gần, để lòng anh cũng như mùa xuân mới tới. Anh không ưng lắm lời tại em tim anh rối bời, còn tại em một trời tình yêu chờ tới. Xin cho anh số nhà và xin cho anh biết tên đường, làm ơn cho anh biết tên em luôn. Xin số nhà này cô em xinh nét hiền hòa, này cô em xinh áo quần em xinh. Cho anh biết tên đường này cô em má xinh hồng hồng, này cô em xinh quần trên ống cưng. Xin cho anh giới thiệu tiền tiêu, anh không có nhiều mà tình yêu thì anh không bao giờ thiếu. Cho anh xin số nhà và xin cho anh biết tên đường, làm ơn cho anh biết tên em luôn. Hay dù mưa, anh sẽ đến thăm em dù sớm hay dù trưa. Rồi anh nói em nghe chuyện má bao ngày xưa, bằng một số ca dao tình yêu thật dễ thương. Cho anh xin số nhà dù quanh có hay khó tìm, dù đường quá thăm em có xa bao nhiêu. Cho anh biết tên đường ngoại ô hay con phố gần, để lòng anh cũng như xuân mới tới. Anh không ưng lắm lời tại em tim anh rối bời, và tại em một trời tình yêu chờ tới. Xin cho anh số nhà và xin cho anh biết tên đường, làm ơn cho anh biết tên em luôn. Xin cho anh số nhà và xin cho anh biết tên đường, làm ơn cho anh biết tên em. Sĩ Phạm Tuấn Ngao. Wow, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đây là món quà thứ hai mà Hà Thanh Xuân muốn dành tặng cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị biết không, Phạm Tuấn Ngọc rất là nhiệt tình và phải nói là một ca sĩ Hà Thanh Xuân rất là yêu thích. Anh đã từ không phải ở Cali và anh ở bên Houston, và đã nhận lời mời của Hà Thanh Xuân bay qua từ cách đây 2 ngày để mà tập với Hà Thanh Xuân. Phải nói là xin cảm ơn Phạm Tuấn Ngọc rất là nhiều. Xin cảm ơn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay với Hà Thanh Xuân.
Phạm Tuấn Ngọc cảm ơn nữ ca sĩ Phạm Hà Thanh Xuân rất là nhiều. Và Phạm Tuấn Ngọc cũng cảm ơn Trung tâm Asia, anh Trung Hồ, chị Thi Vân, Hà Thanh Xuân đã có ngỏ ý mời Phạm Tuấn Ngọc tham gia vào live show rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn khi thấy có rất là nhiều quý vị khán giả đã đến để cùng ủng hộ cho nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Xin cảm ơn Ngọc rất là nhiều. Vì thấy hồi nãy giờ Hà Thanh Xuân mặc áo dài, xong mình đi vô mình đổi cái áo đầm màu tím này, quý vị thấy có đẹp không ạ? Nếu mà quý vị đẹp cho thằng chàng phát tay tự tin lắm. Xin cảm ơn rất nhiều. Và để tiếp nối chương trình, Hà Thanh Xuân xin được gửi tặng đến quý vị một ca khúc nhạc ngoại quốc. Mà ca khúc này cũng là một trong những ca khúc mà Hà Thanh Xuân rất là thích. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Nụ Hôn Dưới Mưa. Trời mưa mãi không ngừng, những giọt nước lạnh lùng. Mở khung kín căn phòng, cho lòng mãi âm u. Giọt nước mắt mong chờ, vẫn nhỏ xuống vết đau khôn nguôi. Trên trái tim heo dần quay mặt trong bụi sáng giận hờn, đường mưa vắng em về, gió lùa buốt đôi vai, thành phố cũng u buồn, cây đã vắng tiếng chim hồn nhiên, em với căn phòng lạnh vắng. Trong nỗi nhớ hạt nào gọi tháng ngày cũ dịu em, tình đôi lứa đang nồng. Người yêu anh hỡi, còn nhớ ngày đó nụ hôn dưới cơn mưa xuân xưa. Tình đã ngỡ thật dài, biết đâu gió mưa chia đời đôi ngã. Và anh đã quay mặt trong bụi sáng giận hờn, đường mưa vắng em về, gió lùa buốt đôi vai, thành phố cũng u buồn, cây đã vắng tiếng chim hồn nhiên, em với căn phòng lạnh vắng. Ngồi nhớ mong anh, hạt mưa từng cánh, từng cánh tựa vết kim đâm vào trong nỗi nhớ. Giọt nước lạnh lùng, mở khung kín căn phòng, cho lòng mãi âm u. Giọt nước mắt mong chờ,
vẫn nhỏ xuống vết đau không nguôi trên trái tim heo dần hy vọng. Và anh đã quay mặt trong buổi sáng giận hờn, đường mưa vắng em về, gió lùa buốt đôi vai, thành phố cũng u buồn, cây đã vắng tiếng chim hồn nhiên, em vẫn căn phòng lạnh vắng ngồi nhớ. Cũng như hồi đầu Hà Thanh Xuân có nói là sẽ liên tục tạo những cái sự bất ngờ và cái điều lý thú cho tất cả quý vị ngày hôm nay tại nơi đây. Và bây giờ là một trong những điều mà Hà Thanh Xuân rất là tâm đắc, là một ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng. Bài hát bài Tango Tím. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tiếng chân em tôi
đôi vết còn đó như những yêu thương vô bờ. Tính chân em tôi sang đó. Quý vị thấy Hà Thanh Xuân nhảy Tango có được không ạ? Quý vị biết không, cũng rất là lo lắng. Tại vì trong tâm nguyện của Hà Thanh Xuân thì lúc nào, dù bất cứ nơi đâu và dù ở đâu, dù thời điểm nào đi nữa, mình cũng phải luôn làm mới mình. Lúc nào cũng phải đẹp, phải mới và phải có những điều mới lạ dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Nhưng ngày hôm nay Hà Thanh Xuân đã cố gắng hết sức tập với lại hai vũ công. Quý vị biết không, nhiều khi cũng té lên té xuống hoài. Mà này đứng ráng lắm á. Nhưng mà cuối cùng thì ca khúc cũng đã hoàn thành rất là... Nói chung là như Hà Thanh Xuân nghĩ thì tuyệt vời. Xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ. Xin cảm ơn rất rất là nhiều ạ. Và đây là một món quà cuối cùng mà Hà Thanh Xuân phải nói là trân trọng, quý giá lắm. Ra mới để cuối cùng đó quý vị. Một ca khúc rất là dễ thương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Túp Lều Lý Tưởng với nam ca sĩ Quốc Khanh. Nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm liêu xanh về kết làm anh. Rồi mình sinh khóm chúng sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tình chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi giữa túp lều xinh. Về kết làm anh. Rồi mình sinh khóm trúc sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tình chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Túp lều lý tưởng của anh.
vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Và xin mời tất cả các dancer cũng như là tất cả các anh chị em trong chương trình ra chào khán giả. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một lần nữa, Hà Thanh Xuân không có biết nói gì hơn. Ngày hôm nay Hà Thanh Xuân cảm thấy rất là hạnh phúc và sung sướng. Em cảm ơn anh Quốc Khanh đã nhận lời mời đến đây cùng hát với em ca khúc rất là dễ thương Túp Lều Lý Tưởng. Một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn cho nam ca sĩ Quốc Khanh. Và xin kính chào tất cả quý vị và kính chúc quý vị có một buổi tối thật vui và good night. Chỉ là quá xa xôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm liêu xanh về kết làm anh, rồi mình sinh khóm chúc sinh chẳng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị hàng. Dù nghèo cuộc sống vui